ra mô giống bàng vấy, trứng bàng vấy. Trưng vàng mây ba hàng vấy. Trưng vàng không vàng. Đây một em sa mô giống nha, em này làm giống này. Mất vàng, chân vàng, mỏ vàng, vàng nhợt ra, vàng nhợt, dòng hay là dòng vóng tối ôm đóng hả. Sa mô thì nó có hai dòng chiên và một dòng chịu, hai dòng chiên là dòng chiên kèo dựng, dông dựng đá năm phân đầu mặt tai mũi họng đá hồng. Còn em này là bóng trối ha, ôm đấm. Còn cái dòng sa mô chịu kia là nó chỉ chạy thôi, chạy lên kèo xuống dĩa, nói chung là quần thì không có đá. Dòng đó thì vừa mình đây lai tạo với làm cà phu thôi, chứ không có ấy. Ông có thích hợp ở Việt Nam mình. Không có đá, dòng sa mô chịu. Còn ở đây dòng chiên này. Chiên nó có hai dòng. Chiên nó kêu là dòng công. Chiên dòng công, em này em là thuộc dòng chiên dòng công. Mà dòng em đây là bên dòng là ôm đấm hả? Ôm đấm. Này, sa mô nó khác gà mình ha. Cái đầu nó khác ha. Sa mô đây muốn nhặt trầm trầm ha. Ba hàng vẫy. Sa mô thường thường là ba hàng vẫy ha. Đó, đứng đỡ cho nó đứng lên. Đứng thẳng lên. Cái này nó vừa lai tàu ha. Chủ yếu là vừa pha máu ha. Vừa pha máu với lai với cái dòng nhà, dòng ba ma, dòng cá coi, dòng cá việt ha. Cá coi lai việt, ba ma lai việt. Mình có một cái dòng gà chiên với chịu ha, lai chiên chịu với một cái dòng năm phân đầu mặt kèo dông dựng đá năm phân đầu mặt. Sa mô mình có ba dòng, vừa cũng làm giống thôi, lựa ra làm giống để làm lai với mấy dòng gà kia ha. Dòng gà sa mô được cái nó khuôn xương nó to hơn gà Thái, nó cũng nhưng mà nó chậm như gà Việt, chậm nó chậm như gà Việt nhưng mà chỉ số IQ nó cao hơn nhiều. Nó không có cái thể loại mà chạy dưới cơ hai mang hay cơ một mang hả. Dòng sa mô đa phần là chiều trên hết, dông dựng ôm đấm vốn trối ha. Cơ đề thì không có cơ đề, đều đá cũng chân đá cũng rờ rờ rạc rạc thưa thưa nhưng mà đá cũng vô lắm. Nó hơn cả việc mình chỉ số quy nó cao hơn ha, độ chịu nó vẫn cao. Ok.